Giám đốc sở là F1, phó chủ tịch tỉnh và hơn 20 lãnh đạo thành F2. Đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Giãn cách xã hội thành phố Bắc Ninh cùng với 4 huyện, thị từ 0 giờ ngày 7 tháng 5. Hà Nội và 4 tỉnh thành xin cùng làm đường vành đai 4 với 160.000 tỷ đồng. Đề xuất chi 700 triệu đồng thuê máy bay đưa đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra đảo. 144 học sinh được miễn thi tốt nghiệp vào thẳng đại học. Điều tra vụ trộm vàng tiền đô la Mỹ lớn nhất tỉnh Trà Vinh. Anh trai của ông chủ Nhật Cường bị đề nghị 7-8 năm tù. Đổ xe sai quy định, tài xế Lexus thách thức công an biết xe của ai không. Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động báo cáo việc bán nhà đất ở Sầm Sơn. Bình Định chuyển hơn 25 hectare rừng tự nhiên sang mục đích khác vì thủy điện. Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi một tin trong nước trưa ngày 7 tháng 5 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng sớm vào ngày 7 tháng 5, tỉnh Bình Phước cho biết vừa có báo cáo xác minh, truy vết những trường hợp tiếp xúc với một F1 của ca bệnh COVID-19 là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, ông VTD. Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ông D đã đi Sapa và ở lại khách sạn Paul tại tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sapa, Lào Cai. Có người nhiễm bệnh COVID-19 nên trở thành F1, những người tiếp xúc với ông trở thành F2. Qua xác minh, trong số người tiếp xúc với ông D có nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch tỉnh và hơn 20 lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh này. Vào ngày 4 tháng 5, ông D có dùng điểm tâm tại bếp ăn trong khu viên trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cùng với rất nhiều người. Cùng tham gia bữa điểm tâm còn có chủ một số doanh nghiệp như ông TVC, công ty trách nhiệm hữu hạn cầu đường Đồng Phú, ông Quy, công ty Thành Lễ, ông TO, công ty Công Thành, bà HS, công ty giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hoài Sơn. Tỉnh Bình Phước cho biết thêm, hầu hết công chức, viên chức, nhân viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đều là F3 do tiếp xúc với lãnh đạo văn phòng, với các lãnh đạo và chuyên viên các phòng dị hợp hoặc ăn sáng chung với ông VTD hay tiếp xúc với những công chức công tác tại sở xây dựng. Ngoài ra, các F2 còn tiếp xúc với những người trong gia đình, người thân tại các cuộc họp khác. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vào 21 giờ tối ngày 6 tháng 5, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã triệu tập cuộc họp khẩn và đưa ra các quyết định quan trọng. Theo đó, bắt đầu từ tối ngày 6 tháng 5, với các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 trên địa bàn, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thay vì chờ kết quả và công bố của Bộ Y tế, tỉnh sẽ công bố rộng rãi ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có sự thay đổi về kết quả, tỉnh sẽ thông báo lại để mọi người dân đều nắm bắt được tình hình. Thực hiện khoanh vùng, cách ly bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng thời chỉ đạo điều tra, truy vết toàn bộ các F0 liên quan đến bệnh viện này. Giao các cơ quan chuyên môn lập tờ trình xin ý kiến giãn cách toàn bộ xã hội đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian sớm nhất. Cũng trong tối qua, sau khi nhận một tin trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 bên trong bệnh viện đa khoa tỉnh do gia đình khai báo y tế không chuẩn xác, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu bệnh viện khoanh vùng cách ly ngay lập tức các trường hợp liên quan, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 200 cán bộ của 4 khoa liên quan đến bệnh viện nhi mắc COVID-19. Tính từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 5, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 25 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch của bệnh nhân người Trung Quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vào tối ngày 6 tháng 5, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ban hành chỉ thị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Theo đó, từ 0 giờ ngày 7 tháng 5, áp dụng giãn cách xã hội tại các huyện Lương Tài, Thuận Thành, Tiền Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh. Các địa phương trên dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết. Nếu cần thiết phải tổ chức thì không được tập trung trên 20 người và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Thực hiện khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo, thờ tự và các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, trừ các cơ sở dành cho khách lưu trú. Các dịch vụ giải khát, các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, quán điện tử, quán internet, quán bar và vũ trường. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh không đi phần trên, có thể tiếp tục kinh doanh nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý vị, vào chiều ngày 6 tháng 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang để thống nhất về định hướng, quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011 với chiều dài toàn tuyến khoảng 98 km, đi qua 14 huyện của 3 tỉnh thành Hà Nội, 56,5 km. Hưng Yên 20,3 km và Bắc Ninh 21,2 km. Theo tính toán của thành phố Hà Nội, phương án đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án nếu là cao tốc đi bằng khoảng 105.000 tỷ đồng. Nếu là cao tốc đi trên cầu cảng toàn tuyến thì khoảng 135 tỷ đồng, đã gồm hai cầu lớn vượt qua sông Hồng. Ngoài ra, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo chỉ giới là 120 km, khoảng 25.000 tỷ đồng. Đại diện các địa phương tham dự đều nhất trí đề xuất Hà Nội làm đầu mối để triển khai thực hiện các dự án này. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận vừa đề xuất phương án thuê máy bay với giá 700 triệu đồng để chở đề thi ra huyện đảo Phú Quý. Lý giải đề xuất này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho hay những năm trước, thí sinh của huyện đảo Phú Quý được đưa vào đất liền để dự thi bằng tàu cao tốc. Năm 2020, có khoảng 200 học sinh trên huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay, phụ huynh, học sinh và cả lãnh đạo huyện đảo Phú Quý có mong muốn được dự thi ngay tại chỗ. Vì vậy, ngoài phương án đưa thí sinh vào đất liền dự thi như năm trước, Sở đề xuất thêm một phương án là tổ chức hội đồng thi ngay tại huyện đảo Phú Quý. Theo phương án này, nếu vận chuyển đề thi bằng tàu biển sẽ có rủi ro do phụ thuộc vào thời tiết. Vì vậy, có thể thuê máy bay trực thăng với giá 700 triệu đồng hai lượt đi và về để chở đề thi ra huyện đảo Phú Quý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2021. Đây đều là những học sinh lớp 12 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021. Trong đó có 29 thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế môn toán. 38 thí sinh được chọn để thi môn vật lý vào đội tuyển quốc gia, hóa học có 30 thí sinh, 26 thí sinh môn sinh học và 21 thí sinh môn tin học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng những thí sinh này vào đại học, cao đẳng năm 2021 theo quy định. Vào ngày 6 tháng 5, ông Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, thông báo đã lập chuyên án điều tra vụ trộm trên 5 tỷ đồng đã xảy ra tại phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đây được xem là vụ mất trộm tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Hiện cơ quan điều tra đang khởi tố vụ án hình sự. Theo thông tin ban đầu trình báo từ chủ nhà, từ 17 giờ 30 phút đến gần 21 giờ ngày 3 tháng 5, người này đi dự tiệc. Khi về đến nhà thì thấy két sắt trong phòng ngủ đã bị cậy. Toàn bộ số tiền 35.000 đô la Mỹ và 65 lượng vàng SJC đã bị trộm mất. Vào chiều ngày 6 tháng 5, đại diện Viện Kiểm soát thành phố Hà Nội nêu quan điểm xử lý 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2014 đến 2019, Tổng Giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, chỉ đạo các bị cáo mua 255.311 sản phẩm điện tử với tổng trị giá là 2.927 tỷ đồng từ 16 đầu lậu tại Hồng Kông và Trung Quốc. Hàng lậu sau đó được công ty Nhật Cường bán lẻ với tổng số là 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính là 221 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên án phạt Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường từ 15 đến 16 năm tù, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Nhật Cường từ 13 đến 14 năm tù, Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Sơn từ 7 đến 8 năm tù, Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường từ 7 đến 8 năm tù, 7 bị cáo khác từ 3 năm đến 13 năm tù cùng về tội buôn lậu. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Nhật Cường từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 9 đến 10 năm tù về tội buôn lậu, tổng hình phạt từ 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 6 tháng 5, Tổ công tác liên ngành Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông và Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phan K. C, sinh năm 1985, trú tại Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi đổ xe ô tô nơi có biển cấm đổ. Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thì phát hiện chiếc ô tô Lexus mang biển số 30G223 dừng đổ ngay quy định trên phố Tràng Thi, trước cổng bệnh viện C.
Đáng chú ý là trên kính trước của chiếc xe này có gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng, Bộ Công an, đề năm 2020. Tổ công tác đã làm việc nhắc nhở tài xế Phan Ca Xê, yêu cầu cho xe di chuyển. Tuy nhiên, nam tài xế xe Lexus đã không chấp hành, thậm chí còn thách thức tổ công tác, hỏi các cán bộ trong tổ rằng biết biển số này của ai không, rồi khóa cửa xe, bỏ vào phía bên trong bệnh viện xe. Sau hơn một tiếng đồng hồ bỏ đi, khi thấy tổ công tác gọi xe cậu đến, tài xế xe Lexus mới ra làm việc. Tài xế này sau đó đã bị lập biên bản xử lý vi phạm với lỗi đổ xe nơi có biển cấm đổ. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ ngành, các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc quản lý sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các bộ ngành cơ quan Trung ương. Bên cạnh các việc yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có các cơ sở nhà đất sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc các bộ ngành, cơ quan Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng và rà soát, xác định tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất vào mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo quy định của pháp luật về đất đai. Phó Thủ tướng còn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bán tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà đất số 7 đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, do Trung tâm Điều dưỡng Thủy sản Sầm Sơn Thanh Hóa thuộc Công đoàn ngành thủy sản quản lý sử dụng. Bộ Tài chính cần khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, văn phòng đại diện nhà khách của các bộ, cơ quan trung ương. Vào ngày 6 tháng 5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định xác nhận Ủy ban tỉnh Bình Định đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4 với diện tích là 25,62 ha. Tại địa điểm khu vực 1, khoảnh 1, tiểu khu 100, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh với diện tích là 11,32 ha. Khu vực 2, khoảnh 7, 8, 9, tiểu khu 82, khoảnh 6, tiểu khu 89, khoảnh 3, tiểu khu 90B, tại xã Vĩnh Kim diện tích là 14,30 ha, hiện trạng là rừng tự nhiên. Tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh này phối hợp và hướng dẫn đơn vị liên quan và công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, chỉ đạo đơn vị liên quan cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định hiện hành của nhà nước. Ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh cho biết, việc quy hoạch xây dựng thủy điện trên dòng sông Côn rất nhiều nhưng sau này, Bộ Công Thương đã xem xét cắt bớt. Hiện tại dòng sông Côn chảy qua địa bàn huyện đang có 5 thủy điện hoạt động. Vào năm 2015, báo Dân Việt từng có loạt bài báo sông Côn, cổng 14 thủy điện, phản ánh thực trạng quy hoạch xây dựng thủy điện ồ ạt trên dòng sông Côn, tỉnh Bình Định đã khiến nhiều hecta núi rừng bị cạo trọc. Đời sống đồng bào trong vùng bị xới tung, bao nhiêu tai ương quanh dòng sông thủy điện đang bày ra. Việc quy hoạch và xây dựng nhiều nhà máy thủy điện trên dòng sông Côn, tỉnh Bình Định đã gây bức xúc cho nhiều người dân nơi đây. Bởi ngoài việc họ không còn chủ động được nguồn nước thì đã hủy hoại nhiều hecta đất rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh tồn. Kính thưa quý khán thính giả, một tin trong nước trưa ngày 7 tháng 5 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.